con Kiệt nha. Nay bạn Kiệt có gì ạ? Đây các bạn ơi, nay bạn anh Kiệt có một ngôi nhà thú y nha, ngôi nhà khám bệnh cho mấy bạn thú cưng á, bạn su nè, là các bạn thú nào mà bị bệnh á. À bây giờ đang khám bệnh cho ai vậy bạn Kiệt? Rồi bây giờ khám bệnh cho, ủa bạn này là bạn heo mà. Rồi khám bệnh thử coi. Đây bạn heo hôm nay bị bệnh gì ạ? Đây các bạn ơi, hôm nay là sẽ khám bệnh cho bạn heo. Ai mà khỏe là sẽ được tặng một chiếc xe con đây, cho về chơi nè, cho đồ chơi cho vui vẻ cho hết bị bệnh nha. Rồi xong chưa bác sĩ Kiệt? Thôi đo nhiệt độ nữa hả? Để coi bạn heo hôm nay bị gì ta. Trời ơi, mắt của bạn heo nè, mắt mà đen quá, bị sổ mũi luôn hả? Rồi lấy cái đo nhiệt độ có bị sốt không? Trời nhiêu độ vậy bạn Kiệt? 30 độ hả? 30 độ là không sao hết nha. Rồi cho bạn heo chiếc xe đi, cho bạn heo vô nhà nghỉ ngơi nha. Rồi cho bạn heo vô liều chơi luôn, vô liều của bạn su. Quả xin chào bạn Kiệt nha. Đấy các bạn ơi, hôm nay bạn Kiệt sẽ có một cái liều nha, cái liều là cái liều bác sĩ dành cho thú cưng nè. Đây, wow, đẹp ghê chứ. Trời, quá nè, nó có tặng thêm mấy cái con nữa nè, đã quá. Rồi mà hôm nay gỡ ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo và lắp cái ráp cái liều này nha. Wow. Đây cái liều của mấy bạn thú cưng nè các bạn ơi. Đây có quá trời liều mẫu luôn nè. Đây mình có mấy cái căn liều nè các bạn ơi, quá trời luôn. Trời có liều con sâu nữa nè, đẹp ghê không. Còn đây là cái liều của phòng khám nha. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ ráp cái liều chúng ta xem nha. Wow, rồi bắt đầu ráp thôi bạn Kiệt ơi. Để con mình coi công thức ráp sao đây. Công thức đâu rồi? Đây. Wow, công thức này ráp hơi bị cực nè các bạn ơi. Quá trời chi tiết luôn. Rồi ráp vô nha bạn Kiệt. Đây các bạn ơi, mình chia ra như thế này cho dễ ráp nha. Bây giờ bạn Kiệt sẽ xếp cái khung phía dưới trước nha. Rồi xếp ra một cái ô vuông. Rồi một cái. Rồi hai cái. Mình sẽ xếp cái ô vuông trước nha. Rồi khoan sai rồi bạn Kiệt ơi. Mình xếp cái này là cái ô vuông dài nha. Đúng rồi, rồi đúng rồi. Rồi đây này các bạn ơi, xong một cái ô vuông rồi nha. Rồi bây giờ mình đánh cái ống này vô. Ống nói. Đây mình gắn ống nói vô cho nó thành một cái khung hoàn chỉnh nha. Xong rồi mình sẽ xếp thêm một cái khung ở trên nữa. Cái này bạn Kiệt là xếp gần rồi, xếp mấy căn nhà rồi, nên giờ là xếp nhanh lắm các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ xếp chi tiết cho các bạn xem về các bạn dễ ráp nha. Rồi xong một ô vuông rồi. Dựng 4 góc cột lên nha các bạn. Đây, đúng rồi, 4 góc cột lên. Xong rồi sẽ mà dựng tiếp thêm một cái ngang phía trên nữa nha các bạn. Rồi, bây giờ gắn cái ốc nối vô nha. Gắn ốc nối vô xong rồi cái mình sẽ sắp ráp thành một cái liều cho thú cưng nha. Mình khám bệnh cho ai đây ta? Rồi hôm nay bạn Kiệt sẽ làm bác sĩ thú y nha. Khám bệnh cho bạn Su. Bạn Su là bạn thú cưng. Bạn Su, trời ơi bạn Su vô liều nằm rồi hả? Nét á. Mẫu hồi này anh mới đi khám bệnh lận. Rồi ráp tiếp đi bạn Kiệt ơi. Bây giờ mình sẽ ráp cái mái nhà lên nha các bạn. Cái khung của mái nhà. Rồi đây nè các bạn ơi, đây là một cái khung của mái nhà nha. Mình sẽ dán cái tấm liều lên. Rồi xong rồi. Rồi ráp cây nhang đỉnh là xong rồi các bạn ơi.
Hay quá. Rồi, trải liều lên thôi bằng Kiệt ơi. Đây, bây giờ mình sẽ trải tấm liều phòng khám cho bạn thú cưng nha. Rồi, bắt đầu trải lên nha các bạn. Đây, nhìn sơ qua đẹp rồi nè các bạn ơi. Có hai chú chó nè. Và có chữ bác sĩ luôn. Pet Clinic là liều á, liều thú cưng. Tên tiếng Anh luôn. Rồi, mình dán làm phụ bằng Kiệt các bạn ơi. Chỉnh lại cho nó đẹp bạn Kiệt ơi. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ chỉnh lại cho nó đẹp nha các bạn. Wow, hôm nay cái liều này đẹp quá. Đây, trên trước cửa nè, nó có logo bác sĩ luôn nha. Xung quanh là có mấy bạn thú cưng nè. Bạn nào đây, bạn Su Cam. Bên đây là quá trời luôn, máy đo điện tim rồi hình đó, có hình cái căng, có số kiến nữa nè, 5.20 luôn. Và các bạn xuống trắng luôn nha. Ấy đã rất sâu cân liền cho mấy bạn thú cưng rồi các bạn ơi. Bây giờ lót tấm thảm nha, lót tấm thảm vô trong. Xong ở đây mình có một cái niệm hơi nè, đây cái niệm hơi mình sẽ lót bên trong luôn, nằm cho nó im nha. Rồi lót niệm hơi cho bạn Kiệt ơi. Đây, bạn Kiệt sẽ lót một cái thảm bên trong nha các bạn. Xong bỏ niệm hơi vô. Im nha. Rồi. Rồi, đóng cửa lại thử bạn Kiệt ơi. Cái này mình có cái nút dài nha. Đây là cái cửa nè. Cái cửa ra vào đó. Rồi, chuẩn bị khám bệnh cho mấy bạn thú cưng rồi các bạn ơi. Đây, đây thì là cái cửa sau nè. Vô nhà ngủ rồi. Đó, bây giờ bạn Kiệt sẽ đi ngủ nha. Rồi một xíu mình sẽ khám bệnh cho mấy bạn Su. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Wow, xin chào bạn Kiệt nha. Nay bạn Kiệt có gì vậy? Đây các bạn ơi, nay bạn Kiệt có một ngôi nhà thú y nha. Ngôi nhà khám bệnh cho mấy bạn thú cưng á. Bạn Su nè, các bạn thú nào mà bị bệnh á. Bây giờ đang khám bệnh cho ai vậy bạn Kiệt? Rồi bây giờ khám bệnh cho... Ủa bạn này là bạn heo mà. Rồi khám bệnh thử coi. Đây bạn heo hôm nay bị bệnh gì vậy? Đây các bạn ơi, hôm nay là sẽ khám bệnh cho bạn heo. Ai mà khỏe là sẽ được tặng một chiếc xe con đây. Cho về chơi nè. Cho đồ chơi cho vui vẻ cho hết bị bệnh nha. Rồi xong chưa bác sĩ Kiệt? Đo nhiệt độ nữa hả? Để coi bạn heo hôm nay bị gì ta. Trời ơi, mắt của bạn heo nè, mắt mà đen quá, bị sổ mũi luôn hả? Rồi lấy cái đo nhiệt độ có bị sốt không? Rồi nhiêu độ vậy bạn Kiệt? 23 độ các bạn ơi. Độ 30 độ hả? 30 độ là không sao hết nha. Rồi cho bạn heo chiếc xe đi. Cho bạn heo vô nhà nghỉ ngơi nha. Rồi cho bạn heo vô liều chơi luôn. Vô liều của bạn Su. Rồi tiếp theo đây mình sẽ khám bệnh cho bạn cá sấu nha. Bạn cá sấu mấy bữa nay nè bị lột da nè. Trời mưa đó, không khí độc quá bị lột da. Rồi bây giờ lấy thuốc bôi da cho bạn cá sấu đi bác sĩ Kiệt ơi. Rồi bây giờ lấy thuốc bôi da cho bạn cá sấu nha. Để bạn cá sấu không có bị ngứa nữa. Bạn cá sấu này y như bị bệnh mũi chích vậy đó. Rồi cho bạn cá sấu một chiếc xe nha. Ôi trời ơi, cái liều gió bài luôn các bạn ơi. Wow, gió mạnh quá. Rồi cho bạn cá sấu chiếc xe vô nhà chơi nha. Rồi một bạn cá sấu màu hồng. Cá sấu bé gái đó. Rồi bạn cá sấu này bị gì? Bị sâu răng hả? Rồi bị chảy máu răng rồi. Rồi bây giờ lấy thuốc cầm nha. Lấy thuốc cho uống cho hết đau răng nè. Rồi lấy nước chứa. Xong lại cho uống thuốc cho hết đau răng nha. Rồi vô nhà nghỉ ngơi nha bạn cá sấu hồng. Rồi cho bạn cá sấu hồng một chiếc xe đi. Rồi xe màu xanh hả? Rồi đi vô liều nằm ngủ luôn nha. Nghỉ ngơi đi. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ vô căn liều nha. Mình vô căn liều thuốc cưng của bạn Kiệt coi thử nha các bạn. Đây mình đi cửa sau nè. Đây. Đó
rồi mấy bạn thú trong đây nằm ngủ trong đây nè. Rồi cho ngồi chơi xe luôn. Bị bệnh là không có cho ra ngoài nắng nè, cho vô phòng máy lạnh nè. Ra bật máy lạnh lên đi bạn Kiệt ơi. Rồi bật máy lạnh lên nha cho nó mát nha. Rồi bây giờ cho các bạn quan sát lại căn liều này một lần nữa nha. Qua căn liều đẹp lắm, có cái đồng hồ nè, quá trời bằng xu luôn. Đây có nút gài nha, nút gài hai bên nè, gài cửa luôn nha. Đó mình cột dây vô cái cửa nè. Hay quá. Đó, con dây cột luôn đó. Rồi mình quan sát ngoài sao cái có gì ta. Đây có quá hình logo, quá trời hình logo của mấy bạn thú luôn này nha. Có chân nè. Là bạn mèo đi. Đó bạn mèo con nè. Trời có cái xương chó luôn đó. Bạn xương màu trắng đẹp không. Đây là mình có sữa tắm nè. Sữa tắm cho mấy bạn xu đó. Đây máy đo điện tim nữa nè. Ở trên đây là có bạn mèo, bạn chim luôn. Quá đẹp quá bạn Kiệt ơi. Cái liều này đẹp quá nha. Các bạn ơi, như vậy là cái giới thiệu cho các bạn xong cái liều này này nha. Bữa nào mình sẽ chơi trò chơi khám bệnh với mấy bạn thú cưng thiệt nha. Bây giờ chào tạm biệt các bạn nha.